Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tiểu Tứ Đường Phố đây. Rất vui gặp mọi người. Chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip mình. Anh em thấy hay đừng quên like và share video cho mình. Và nhớ yêu thích mình hơn thì nhớ đăng ký kênh và để chuông thông báo nhận tất cả video mới nhất và sắp tới của mình nha. Cảm ơn mọi người và xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video này, chúc em một tối vui vẻ nha, ăn cơm miệng và xem video mình cách thoải mái và vui vẻ nhất. Ok, thì hôm nay lại rảnh rồi anh em. Nói rảnh thì cũng không đúng đâu, thật sự việc thì vẫn đang bận nhưng mà hôm nay do cả nhà mệt quá thế nên là không nghỉ sớm. Đấy, thì nghỉ sớm thì lại tranh thủ video anh em. Đấy, chúng ta lại có video tối xem rồi. Đấy, tối nay thì chúng ta sẽ đại chiến Cham nha mọi người nha. Ok, lâu lắm rồi mình không đánh Cham. Đấy, team đội thì bữa nay cũng ổn rồi, mình sẽ điều team nhà để đi. Ok, sẵn sàng để đi chiến Cham đây anh em. Giờ ra đổi Aesir qua hệ Nham nữa là ok, chúng ta xem bắt đầu đại chiến Champion. Đấy, lâu lắm rồi này mới bắt đầu đánh đại chiến Champion được mùa đầu tiên mùa 3, cộng 11 anh em. Mới được ngày đầu tiên, hôm nay là ngày đầu tiên mình đánh, mong sao sẽ được 300 điểm ngon lành luôn. Giờ thì mình cũng sẽ không dài dòng và cũng không nắm lời liên thuyên làm gì anh em. Đã thì chỉ có để chuyển team. Đấy này có đi được tổ đội trên server đâu. Đấy, nói ngoài đi vào cho anh em xem luôn. Quên mất đây, anh em thấy. Có đi được đâu. Đấy, còn năm nguyên năm lượt hỗ trợ luôn. Tối không có thời gian để mà làm phụ luôn anh em. Đó, vứt đấy luôn. Anh ra cũng chả biết có được việc đã chuyển được không. Nó bảo tới mấy nữa mình hết việc rồi mình sẽ live stream. Live stream ở kênh buổi trưa anh em nhá. Bên kênh Lông Dân Channel nha mọi người nhé. Ok. Giờ cũng không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu trận đầu tiên nào. Xem liệu có hên xui được 300 điểm luôn không thì ngon này anh em. Ô, phát đầu tiên gặp ngày của S1 anh em ở server 1 này, level có 79. Wow, server 1 mà vẫn có nhiều anh em vào chơi nhỉ. Chắc là fan của mấy bác đây. Bác Kiệt các thứ vào chơi với mấy gọi là fan vào chơi với chủ ạc cho nó vui anh em. Đó, mấy anh em fan là hay vô vậy, mình thật sự cũng hay thích mấy bạn như vậy á. Vui. Game vui là chính anh em. Thắng ngay. Thắng luôn được 30 điểm luôn, một trận 1. Ok, mong sao 300 điểm ngon lành. Trận số 2 nào. Ô, server. Ô, trời, vừa nói xong gặp ngay được chiến cao rồi anh em. Sắp mặt. Chú Black Vacuum Ram bá chủ luôn anh em. Đắt ghê. Chúng ta cũng cứ đánh đại trận cho nó vui, nãy giờ chưa đánh. Mà đánh gì cái này thổi hai phát thì chắc đi hết team mình rồi. Biết mà. Còn đánh gì tầm này đây anh em. Còn ngoài thổi phát nữa đi hết này. Bảo kích 200% nữa. Biết mà. Ok, trận tiếp theo anh em. 4 triệu gặp 10 triệu. Team Ray bá chủ anh em. Ơi đầu hàng cho nó lành, cho nhanh. Đã còn 270 điểm rồi, không biết là có ăn được không. Hay là còn 200 điểm nữa không, đã khởi đầu mà sao đen nhỉ. Để xem mấy top ở cũng 11 đến đâu rồi anh em. Cũng để xem mấy thành phần mới có lên không. Nghe nói ở server 677 có một bác đang sẵn sàng ăn full tích nạp đợt này. Và 2 tháng sau sẽ đấy Cham, top 1 Cham anh em. Đây hát HIDND này, hôm sau mình sẽ có một cái video review cho anh em xem. Chủ hàng này bữa nay mình quen. Nói chung anh em trong cụm bữa nay mình cũng quen biết khá là nhiều. Mấy bữa rảnh rảnh sẽ làm mấy video review cho anh em xem. Để xem nào. Ủa sao chưa thấy mấy top lên ta. Ồ, mấy top còn chưa đánh luôn anh em. Chưa luôn này, mấy top cũ còn chưa đánh luôn. Được một bác 10 triệu đường chiến này, sao là 681. Ok. MLT ITM xem là đã lên chưa. Đã lên cho anh em quên hurry mọi người. Nhấn nộn. Hết này ND. Ôm anh em toàn tháo bét ra sao được chiến thấp thế nhỉ. Chắc kiểu vậy rồi. Ok thôi kệ. Chúng ta bắt tiếp trận tiếp theo anh em. Mấy top tháo thì việc mấy top. Mình đánh thì việc của mình. Không liên quan, không đụng chạm với nhau được anh em. Rồi. Gặp team 14 triệu anh em. Rồi xong 12 triệu. À 12 triệu mà 14 triệu cũng bình thường anh em. Mình cứ ra lá là chiến mình mới có 90 triệu anh em. Đấy, team 10 là 12 triệu rồi mà cứ quên. Mà bộ team mình nó điêu hơi điêu hơi điên thôi. Nên mình phải fit lại team mình nữa mới được anh em. À, xem phiêu 2 team lên được chiến cao nó là một team được chiến bình thường thôi. Ok, cây luôn.
Tìm đầu 6 triệu luôn à? Gắt gớm nhỉ. Mà khi tìm đánh nó nào cũng bị khắc chế, bay anh em nó vá kiểu gì cũng ăn hành thôi mà, không khỏi đánh anh em, đi lên trận tiếp theo luôn. Tí mình ra mình build lại trận mới được, nhìn trận mình nó hơi bị lệch đi, còn này nó khó đánh quá. 3 triệu 6 à, ok, trận này thì đánh ok rồi. Thả độc nhẹ cái anh em. Đây, tầng độc đầu tiên. Chúng ta giật nhẹ cái nào. Aisset có kiểu này vào Aisset không? Thôi khỏi đánh nụn Ad Pikachu cho anh em. Đánh Ad Pikachu trước. Ném xuyên xích ra. Ok, lần tới là boss thế giới sẽ dùng One Hit. Và mong sao sẽ đi luôn cả đội bạn. Đỡ dài dòng anh em. Mong sao như vậy thôi, đỡ dài dòng. Mình không thích dài dòng cho lắm. Thật sự luôn. Đấy, một ván đầu tiên đi tổng tệ, giật ulti luôn anh em. Rồi Ad Pikachu của ulti thì ulti đi. Ồ thôi xong, phá hết hiệu ứng của boss thế giới rồi anh em. Khá đau nhỉ, cái hiệu ứng của boss thế giới giờ nó vẫn bị xóa được. Bởi vì sao lên cao nó mới không bị xóa được mới đỡ. Bây giờ vẫn bị xóa được, đánh nó hơi bị fit. Ok, trận cuối nào, team cuối bao nhiêu? 4 triệu 3 rồi. Mà đem vào 94 nha. Rách nha, à, chè rách. Úi xôi. Không sao anh em. Ô, ném quả trước thì mới thổi bụi đi, thổi bụi xong rồi ném quả. Ô, mà sao mình đã mấy quả cao nhỉ? Quả cao để tốt cham. Ok, ta sẽ bi phiêu lại sao anh em. Để thủ chịu thua luôn. Chứ còn gì nữa, đánh đấm gì tầm này. Đánh sao lại được mà đánh. Đấy. Ok, mình sẽ ra deal lại team một tí để sắp team nó chuẩn hơn anh em. Thấy nó có vẻ hơi lệch nọt tí. Ok, mình sẽ đảo team một tí nha. Để cho team boss lên. Đó, ok. Chợ thì chưa có anh em. Bố trí lại quả này. Quả berry thường thôi. Đi à, đánh thường mình hàng ngày này thì cần berry cao cấp làm gì cho nó phí berry ra anh em. Đó, cầm mấy quả này được rồi. Đó, con hồi HP thôi. Đâu cái team châu bò này phải mang theo cái crit này. Đâu cái team ác khỉ này thì mang theo hồi HP vì nó có hy sinh rồi. Ok, thế này là chuẩn rồi anh em. Đó. Bắt trận nào. 12 triệu 400 rồi. Tổng team 12 triệu 400 điểm 19 rồi anh em. Cuối mùa này kiểu gì cũng mấy top lại lên 20 triệu rồi. Mấy bác bữa trước là lên được 20 triệu. Đâu mấy anh em chung là cũng lên được 17, 18 triệu. Mình thì nhắm tầm 16 thôi. Mình thì kém giỏi. Mình mim level 138. Thì chiến khá thấp anh em. Thú nào lại có một trận win rồi. Một trận đầu hàng, đến với trận tiếp theo luôn anh em. Có 500 điểm một chiến anh em, mấy bác này tội ghê. Do mình không đánh mấy hôm nay nên nó chiến mình nó mình mới gặp được mấy team kiểu này. Sorry anh em nhiều nha, nó bận quá không đánh được, mình mới đánh được nhà này, làm hại anh em. Tiếp tục bắt trận tiếp theo này anh em. Trận tiếp theo, trận số 35. Và chúng ta mới có 90 điểm. Ok, lại gặp một team được chiến rất là thấp. Ok, mong sao là gặp mấy team người này cho điểm nó cao đi anh em. Còn 6 trận nữa, 180 điểm nữa, và chọn 207. Ra trận nào. Có đầu hàng không? Có đầu hàng à? Không đầu hàng cũng được thôi, mình cũng chẳng nói gì. Ném xin xích ra cái. Ok, bút độc tăng hẳn lần 2. Rồi, một cháu đi rồi. Hai cháu này cháu đi nốt thôi. À, có hồ xóa luôn rồi anh em. Gắt ghê. Gắt ghê. Xiên xích nè. Tác dụng của xiên xích tạo ra lượt đánh 2x2. Ok, một kim xoa 2. Tụi mình em ghê, sorry mọi người nhiều nha. Thật sự mình cũng không cố tình mà cũng không cố ý đâu. Ok,
Tiếp tục trận tiếp theo anh em, trận số 6. Chú lại gặp tiếp, đen thế nhỉ. Bạn này đen quá, gặp mình hai phát rồi. Thế này gặp 3-4 phát nữa, mắt đen luôn. Và nhiều khi PK đi ra đi champion này cũng mong sao gặp anh em cũng ngang cơ thôi, nó đánh cho nó hấp dẫn anh em, cả chơi nó có cái lý do để chơi. Khi gặp mấy bạn được chiến thấp vừa này khi deal mấy bạn đánh thua hoài cũng tội. À, đánh cũng chỉ muốn lên được tí điểm thôi mà, đánh cham cũng mong sao có tí điểm để nhận quà. Tính cho mình thì cũng không ham cuối cham cuối mùa nữa, bởi vì cũng chẳng khả năng đua, biết tự biết được thực lực của mình, anh em hiểu vậy, mình tự biết thực lực của mình không thể đua top được, không có tiền mà. Tiền thì có đâu gọi là nạp, đây gọi là video, nhưng anh em kêu anh nạp ghê đấy. Thực ra không nạp thì anh em lại kêu video nó hơi nhạt, mà kiểu bảo anh em tắm muối thì anh em lại cứ kêu là hỏng điện thoại. Mình ý mình kêu là anh em vừa ăn vừa chấm cái gì nó mặn mặn nên vừa xem video là cảm thấy nó mặn mà ngay, chứ ai bảo anh em lại đi điện mang điện thoại chấm muối bao giờ. Ok, gặp ba khác 3.4 anh em nha, cũng được. Nếu mà anh em cảm thấy video mình nó hơi nhạt thì có thể anh em vừa ăn xoài chấm muối, hoặc là có thể làm cái gì đó chấm muối ra nó mặn mặn tí là được, xong ngồi xem video nó thấy mặn mà hơn ngay. Đó, cách giải trí cực kỳ đơn giản, chúng ta xem video một cách mặn mà. Đầu video của mình mang tính chất gọi là xem vui mắt là chính. Tự biết bản thân mình nói không hay, nói nó không được hài hước và thú vị cho lắm, nên là cũng không đánh giá cao bản thân. Tự biết mình nằm ở vị trí bao nhiêu cho nên là cũng không dám nói nhiều. Đấy, chỉ mong sao anh em xem video nó ủng hộ mình một tí, có tinh thần để phát triển video. Nếu có chút gì sai sót hoặc là không hay thì anh em có thể đóng góp ý kiến và hãy comment ở ngay dưới video. Hoặc là anh em có hứng thú hoặc là một vấn đề gì đó về game thì cũng thắc mắc hay gì đấy thì comment ở dưới video nha. Khi mình rảnh mình sẽ trả lời tất cả anh em. Anh em có thể biết bữa nay là do mình hơi bận nên mình nhớ anh em bảo ô anh ơi sao không thả tim cho em, không trả lời comment vậy. Mình không gì hết nha mọi người. Đó mấy em mình vận về nhà thôi chứ bình thường comment thứ của anh em vừa comment cái mình trả lời ngay. Đó là mình đảm bảo kênh mình điều này. Bách server 662 anh em, thành phần mới này. Đấy, lại gặp được bác ở server cùng cụm luôn. 662 thì cùng cụm rồi. Một cụm mấy em bảo anh em mà là 65 server. Mình bắt đầu server 61 thì cộng với 65 là vị trí sẽ vào server 800 21 anh em, 821 hay sao ấy. Mình nghe mới bảo 820 mấy là sẽ mở cụ 12. Mình chả nhớ, nó nghe vậy thôi anh em. Đấy là mình nghe nhá, chứ mình cũng không tính chắc đâu. Khi anh em là kêu thật hả anh nữa. Đâu kêu nó có thông tin chính xác thì mình sẽ chốt với anh em luôn là cụ nào sẽ là cụ đầu tiên của đâu. Sorry mọi người, server nào sẽ là cụ đầu tiên của server đầu tiên của cụ 12 là mình sẽ thông báo cho anh em đồng hoàng. Nếu mình có thông tin, còn nếu không có thông tin thì mình cũng bó tay chấm phép thật sự. Mình không phải chuyên môn dành về ba cái món này rồi, ý là ba cái món chia cụm anh em nhá, chứ không phải là game thì mình vẫn đam hiểu, có thể nhiều cái mình không nắm rõ lắm thì anh em có thể comment và nhắc nhở mình, chứ không phải là cái gì mình cũng dành lắm. Chứ nhờ anh em kêu review thì ngu như bò, cứ ngày nói tào lao thì đúng nhận đấy. Mình video mình giải trí là chính mà anh em. Đó, anh em xem video mình bằng cách đó là giải trí thôi nhá, khách quan đấy, chứ đừng có bi quan quá. Mình không chuyên tâm lắm về game này anh em. Nhiều khi anh em kêu anh ơi cái đây không được thì mình cũng rút kinh nghiệm. Đó mà bây giờ lâu lắm rồi nên này không biết là anh em có ăn nuốt event đầy đủ không. Nhưng mình thì mình bữa nay hơi thiếu thốn về mặt event. Ô trận này ngon, gặp hai team hồn này thì con PR còn chưa có hy sinh đâu mà xóa. Bác xóa cái gì không biết nữa, có hy sinh đâu bác xóa làm gì. Úi rồi vá độc à. Đây nhá, độc nhà này đầy nhá, đừng có tưởng mình có độc nhá, đây nhà này cũng có độc. Độc nhà này có cả một cá lúi luôn. Em xích ra nào. Ok hay lắm. Úi trời bắt nu ra. Bắt nu ra luôn à. Gát. Cứ việc. Cũng thông minh đấy anh em. Cũng thông minh đó, chứ không phải là không đâu. Nhìn là thấy cũng thông minh đấy. Sáng sủa đây chứ không phải là không đâu anh em. Em biết vì sao bạn ấy dùng nu là vá rocket của mình không? Có lý do cả đấy anh em. Chứ nếu đánh bot thế giới ở lượt này thì nó sẽ làm cái bút độc đó lên đến tầng số 2. Anh em hiểu không? Đấy. Thôi xong. Mất bot thế giới không kịp văng chu độc rồi. Bọn này sắp mặt rồi. Chu sắp mặt rồi anh em. Mấy quan lại đi không? Cơ hội chúng ta chỉ xong một lượt này nữa thôi. Thôi xong hết lượt. Sao hắn còn hai trận nữa mà không phải nản chí vội anh em.
Ôi sự nó đúng bài đấy nhỉ, sao mà có những sự trùng lặp nó được sắp đặt từ trước hay sao ấy nhỉ. Đấy, cuộc sống mà anh em, đấy, cuộc sống là những có thứ nó được sắp đặt từ trước, đấy, chúng ta không nên quá buồn. Đấy. Có thể cuộc sống không cho chúng ta tất cả nhưng chúng ta phải cố gắng giành lại nó, anh em hiểu không? Đấy, cuộc sống không cho chúng ta mọi thứ nhưng mà chúng ta có quyền được giành và giật lại mọi thứ từ mọi nơi về cho bản thân. GDP lại bút phá rồi. Ok, mình sẽ đấm DNC đầu tiên nha mọi người. Sẽ đấm DNC đầu tiên. Cho cô ba nên phất một phát luôn. Rất là khôn. Các bạn này, mấy anh em này biết mới chơi. Biết thừa cô ba của mình là hy sinh nên là vá khỉ chết trước. Do con cô ba của mình nó còn khỏe quá anh em, nó gần ngang cơ con át khỉ mình rồi mà. Mấy bữa nữa mình sẽ chuyển nó đi nữa thì mới được. Chuyển đang tính chuyển nó cho PR đấy anh em. Nó chuyển nó cho PR, nó chuyển boss thì cho DNC lên đấy. Chuyển nó cho PR nó là ổn. Ok, chúng ta còn trận cuối cùng nào, bắt luôn. Lại gặp bạn lúc nãy, chưa kịp sắp tin để trả thù anh em, buồn quá mà. Ok, là mình sẽ bắt lại cẩn thận, một cách cẩn thận hơn. Sẽ ăn ngay trận đầu tiên. Rồi trận số 2 thì mình sẽ tính lại cẩn thận ở cái đoạn đầu tiên. Mình sẽ đánh con nào. Quá phục thù đoạn này. Tầng độc đầu tiên. Bụt lên. Tăng đi 3RM chứ anh em. Đấy, chơi cho tăng đi 3RM trước luôn. Đó. Đây là chơi kiểu tăng đi 3RM trước nha. Đó. Khá tốt ở cái đoạn này nha. Mình sẽ cắn con lần này, chỉ cắn Nuala thôi anh em, cho nó đủ 3 tầng độc. Video sắp tới và mới nhất của mình thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.